Quý khán giả ở Denver, như quý vị đã biết là anh Việt Thảo là một MC rất là tài năng. Mỗi lần mà anh Việt Thảo kể chuyện vui á, thì ai cũng cười hết. Nhưng mà em thử hỏi anh Việt Thảo, nếu như mà anh kể một cái chuyện mà không có tức cười chút nào, mà nếu mà quý vị cười thì anh mới hay, anh có làm được không? Nếu bây giờ bắt Việt Thảo kể chuyện vui thì cái chuyện dễ rồi. Bây giờ kể cái chuyện hú hồn làm gì giống ma vậy trời. Tại vì tôi bị ám ảnh hoài hả? Quý vị có tin đi Stanley, Stanley Hotel, ở đây nhiều người biết. Có ma không? Lắc đầu hả? Có. Thôi cái chuyện ma để quý vị coi tài liệu. Bây giờ nói về ma thì tôi xin kể câu chuyện ma. Nhưng mà chuyện ma thì làm sao cười được, cho nên đề tài hơi khó. Lần này không phải là tiễn MC mà đuổi MC nè. Cái câu chuyện bắt đầu từ mẹ tôi là một người rất nghèo. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ phải buông gánh bán bưng. Mẹ ở của một mình một trong căn nhà lá tồi tàn. Sáng nào mẹ cũng gánh một cái gánh ở trên lưng, rau, cải, những cái gì mẹ bán được để ra chợ bán. Nhưng mà khổ nổi trên đường từ nhà tới chợ nó phải đi ngang cái nghĩa địa. Ai đi ngang mà không sợ, mẹ tôi cũng sợ. Sáng nào cũng vậy, 6-7 giờ sáng mẹ tôi đi. May là ở trên đường buổi sáng 6-70 bàn hàng đi đông lắm, cho nên không có gì phải lo. Mà quý vị biết Việt Nam không có đồng hồ, đồng hồ báo thức không có. Cho nên bữa đó mẹ tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng. Bà tưởng 6 giờ rồi, lè lẹ lấy gánh quẳng lên vai đi ra đường vắng que không có ai hết. Bà đi ngang nghĩa địa bà nổi da gà hết. Bà nói phải chi có một người nào ở trên đường đi chung với mình đỡ sợ. Lúc đó bà thấy phía trước có một người đang gánh đi. Bà kêu chị ơi chị chờ em đi với. Bà kia đứng dậy lại chờ. Hai người mới đi song song với nhau. Mẹ tôi mừng quá và tâm tình nói rằng: chị ơi, hồi nãy đi ngang nghĩa địa này em nổi da gà hết. Chị đi ngang chị có sợ giống em không? Bà kia mới cười cười nói rằng: trước kia lúc tôi còn sống á, đi ngang đây tôi cũng nổi da gà giống như chị à. Yeah, well, cái chuyện này coi như là anh hên đi. Nếu mà anh kể thêm một cái câu chuyện nữa mà cũng không có tức cười chút nào mà quý vị cười á hả, là ok, anh cũng tài. Cái kỳ gì? Làm nữa quý vị. Chuyện ma nữa nha. Cấm cười à. Ma. Ok, hồi nãy nói chuyện mẹ, giờ nói chuyện ba tôi nè. Ba tôi cũng nghèo lắm. Ông ta chạy chiếc xe lam. Quý vị biết Việt Nam xe lam ngồi trước chạy ngồi sau có cái thùng như vậy. Thì ông cũng chạy xe ngang nghĩa địa nữa. Thì chạy gần tới nghĩa địa ông nói chết rồi. Đi ngang nghĩa địa mà lỡ gặp ma nó đón là chết. Thì đồng thời lúc đó cũng có một ông uống rượu say rồi. Ông đi không nổi, ông đứng ngay cái nghĩa địa đó. Ông cũng đón xe. Ông nghĩ trong bụng, ông nói trời, bây giờ mà có chiếc xe chạy tới, mà nếu mà xe ma thì chắc ông cũng chết. Hai bên đều sợ hết. Thì ông già tôi chạy một chút thấy ông kia đứng đón. Cái ông dòm, ông thấy ông nói cả lắc nói à thằng cha rượu sai chắc không phải là ma. Thì cái ông đứng rượu sai ông cũng dòm chiếc xe, ông nói à chiếc xe để đèn. Như vậy chiếc xe này không phải xe ma, mừng quá. Chạy lại đón, leo lên xe. Ông uống rượu sai ngồi ngủ gà khổ, ông giật mình một cái nói chết rồi. Biết đâu chiếc xe ma. Rượu có ma ngồi chung quanh mình thì sao? Ông dòm ra phía trước, không thấy tài xế. Ông nói chết rồi, xe ma rồi. Như vậy chắc ma ngồi chung xe với mình. Ông xoay người lại thấy nguyên cái mặt đó lòm đưa ra, ông là ma. Ông già tôi nói ma con mẹ, mẹ tao đẩy xe chết mẹ từ nãy giờ nè. All right, I'll give it to you. Thank you.